Hello, xin chào thầy Dương Trung Hiếu. Chào toàn thể các anh chị em ở trong nhóm. Hôm nay mình quyết định làm lại video giới thiệu về bản thân mình. Mình họ tên thật thì các bạn cũng đã biết qua cái video giới thiệu lần trước rồi, là Vàng A Xã. Mình là người dân tộc Hơ Mông. Hiện tại mình đang sống ở trên huyện Nam Pồ, tỉnh Điện Biên của vùng đất Tây Bắc. Kiếm được tiền ra sao và cái cách kiếm tiền trên YouTube như thế nào thì mình không hề biết. Kể từ khi mà mình tiếp cận được các cái chia sẻ của thầy Hiếu thì mình mới thấy được cái việc quan trọng trong YouTube và kiếm tiền trên YouTube. Cái khát khao tự do tài chính đối với mình thì nó đã ăn sâu vào trong cái bộ não của mình, nó dạng như là một cái hệ thần kinh, nó điều khiển cái CPU của mình hàng ngày. Nhưng mình chưa có điều kiện và mình chưa một lần nào thành công ở trong cái lĩnh vực tự do tài chính. Cái lý do mà khiến cho mình khát khao như vậy, khát khao về tự do tài chính như vậy, thực ra thì nó cũng đã bắt đầu từ rất là lâu rồi. Mình cũng không muốn nhắc đến nhiều. Thì mình tối ăn cơm tối xong tầm khoảng 6:30-7 giờ thì mình tranh thủ ra những cái lò gạch mà hồi đấy là 2:07 đến 2:09 thì họ còn đang ở trên khu vực mình là còn đang nung gạch bằng đất sét. Tranh thủ ra những cái lò gạch đấy, đẩy đất vào lò cho họ nung.